nặng dữ lắm. Không được đâu. Ôm lên con. Ôi. Quá đã. Cái màn con này. Ôi. Không còn 2 cái máy luôn. Ôi. Cá kìa. Kiếm. Ôi trời. Ôi bà em mới đó. Cá mỡ. Ôi con cá nè. Ôi con cá nè. Trời ơi nó ú quá nè. Ui. Cả nhà hôm nay tiếp tục cùng mình thượng cả nhà ơi. Hôm nay đánh bộ trời cũng mưa quá bão, mua vé 5 vé không? Dạ 5 vé. Cái này mình chuẩn bị vé 300.000 năm vé chiều gửi chưa vô nữa, trời chỉ mưa đen thui hết rồi. Bữa nay chắc ít mưa hơn hôm qua. Qua quá trời luôn. Mấy anh em đang lên cần cả nhà. Có thấy ai đâu nữa không? Hôm nay đánh bộ nha. Sáng sớm mới chiều con đường nào nó mưa cả nhà. Mới móc nhái xong là mưa. Đảm bảo câu luôn. Bảo cũng đi câu luôn. Ngày bão thì mưa quá mưa cả nha. Mới chạy tắm vừa được tí xíu xuống cầu luôn. Chắc mới móc mồi vô đã mưa.
cá cắn cái này. Một em mini. Mini cá kèo. Nhìn cái đoạn đường này rất là trơn cả nhà. Trơn khủng khiếp. Nấm gồng xanh. Chạy đường rất là nguy hiểm. Được nè, bốn lạng. Đây, mấy anh em chuẩn bị ăn cơm nha. Mưa quá mưa, đang ngay giờ chốt ăn cơm luôn. Úi quá, có gì ở trong, có trong nước ở trên. Có nước rồi đấy. Ở ngoài bồn rồi đó. Ông giờ nó mày quen, chết luôn. Đây mọi người ơi, cái giá vé tấm mưa 300 ngàn vé nè. Dự dừng tấm mưa. Rồi ba đem đi. 300 ngàn vé tấm mưa nha. Lại mặt tốn. Tấm mưa nè. Đây. Đây là vợ. Chưa đã luôn. Bên này tấm mưa. Tấm rồi, bên này tấm nữa. Ừ, tấm chưa. Tấm
tắm mưa mà ngủ quá. Mời câu luôn. Tắm mưa rồi ngủ ngoài mưa luôn á. Vinh đâu? Vinh còn nãy không? Dạ. Vinh còn nãy không? Không rồi. Gớt chưa luôn hả? Vinh luôn rồi, cũng vô cỏ cái... Vinh vô con cỏ. Cái em đi, đi cái bếp à. Xuyên bếp luôn. Dưới cả nhà chạy lại xem đang bị kẹt xong chưa đem lên được. Hugo Hugo mà Hugo lên phơi nhạt phơi nhạt không lên hả? Ừ. Anh bị nó quấn ở dưới cỏ ấy. Ừ. Và nó ngồi sao. Rồi xuống cái gì? Thay đứt tay hả? Người té lên này. Đứt tay. Trời. Tắt cái. Bấm. Anh giật cái đùng. Anh nghe cái mọc liền hả? Cái này chỉ có lội xuống thôi chứ sao? Hôm nay có mang cái móc không hả? Có anh, cái móc này giống móc không tới quá. Tới không? Không tới. Hả? À, được, được, được nhiêu thì được. Ừ, móc thử. Cái này nó sâu không ta? Sâu quá, lội ra ngoài sâu. Nó hết tới rồi phải không? Không. Không tới hả? Ồ, xa quá. Sâu không? Xa lắm. Sâu, sâu anh. Đâu em lội, lội xuống đây là nó ra đây là nó ngập mình liền. Thế hả? Ừ. Ngập sâu lắm hả? Rồi, phải lội rồi. Bây giờ lội xuống đi còn nhiêu móc được nhiêu móc. Đừng nghĩ quá vậy. Đừng nghĩ quá vậy. Đừng nghĩ vậy. Hugo giờ nó hiếm lắm, đừng nghĩ vậy. Bây giờ chịu khó lội đi. Lội nhá. Ừ. Em cầm nha. Sâu không? Sâu mà lội. Lội được không? Biết lội không? Biết chứ. Lội nhưng biết lội. Không, mình phải lọt 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 cái ống ra đi. Cầm cho nghe nghe nặng không? Nghe nặng không? Cầm quay. Nó còn ở đấy đúng không? Không, nó còn, còn, còn. Chưa mất đâu. Cá này. Bỏ tôi, bỏ tôi cái điện thoại cho anh. Bắt chưa? Cái này chỉ cầm hữu thôi nha. Phần còn lại vậy không biết nha. Sâu dữ không? Con cá. Rồi cái canh, cái canh quyền thổi nha. Ừ. Cần thôi. Thôi. Cảm ơn không? Lội ra rồi bây giờ sao? Lấy anh lội tí thôi rồi lấy móc móc được rồi. Đâu cần lội tới ngoài đâu. Anh ôm ra tới trước cái này. Tay anh móc một tay hả? Ừ, móc một tay. Anh bước xuống đó nó đâu có chịu anh được đâu mà anh ôm. Anh gỡ dây. Coi cỏ này nó không chịu được đâu. Anh gỡ dây rộng ra cho nó rộng ra. Anh bước xuống đó là nó dính ra nó không chịu anh được đâu.
Có được không? Được được, giác thú được mà. Em là chuyên gia mà. Rồi tiếp tục. Được nha. Lỡ lỡ ra tới ngoài luôn, đi khỏi móc. Bò lên cỏ rồi, bò lên cỏ luôn, đè đè xuống bự. Gì đó. Đè xuống con cá nó tồi lắm. Đè xuống trời lên luôn, ừ bò lên, ừ. Đúng rồi. Bò ngứa hết cả người. Ngứa. Em rời xuống bò lên con cá. Có cá lội cũng đáng. Có cá lội cũng đáng. Ngồi xuống cá bự quá giật. Đó, hồi hộp nha. Mở Hugo khổng lồ lên là hết mệt liền à. Giờ là không biết nó là lớn nữa không. Rồi xuống cả bông luôn. Anh thôi quá chặt luôn. Mượn thế. Cái gì anh đi dưới. Miếng nữa được à. À, móc vô rồi, chưa tới nữa. Chưa tới. Hết dãy rồi, cá chết luôn rồi. Ê, gì vậy đó đồ anh? Nặng không? À, anh rỉ chứ. Gì hả? Anh thương. Ê, sao anh rỉ không dây vậy? Vậy? Anh rỉ cỏ vô rồi. Rồi. Con. Anh thương đừng nắm anh, dây vậy. Anh nắm cỏ này lôi cho anh. Anh lỡ lội, anh lội ra miếng nữa. Sao không thấy cá trời? Còn. Không, còn chứ. Còn, không rồi đâu. Đừng có nắm vậy là không ổn à. À, nắm cái nồi cỏ á. Nắm cỏ lên. Còn không? Ừ, cái đèn ôi bự. Đó, thấy cái đầu mà. Thấy rồi. À, bữa nay em không đem cái vợt theo, nó đem vợt cho anh Hứng. Ui, ui. Wow. Bự lắm, nắm ăn đi anh ơi. Nắm ăn được. Ôm anh ơi, ôm. Nắm ăn. Alo. Wow. Nắm ăn không? Lên nha. Rồi lên đi. Buông đi cái này luôn. Ha, Hugo. Nắm ai không được đâu, nặng lắm. Đừng mất rồi, sắp mất rồi. Nặng lắm không được, gãy cần á, nặng lắm rồi. À, anh. Nè, cầm cái chân. Đấy, nặng lắm, không được, nặng dữ lắm, không được đâu. Ôm lên quên. Wow. Ôi, quá đã. Sát cái màn quên nè. Ôi, không còn hai cái máy luôn. Ôi, cá kìa. Kiếm. Ôi trời. Ôi mà em mới đó. Cá mở. Ừ, con cá nè. Ừ, con cá nè. Trời ơi, nó ú quá nè. Ú trời, ú mèo luôn. Ôi, con cá. Đôi dính con mèo rồi nha. Không mà, cái này nó chắc cứng đó cho anh. Dính ở đâu vậy? Ừ. Dính mà. Ồ, coi cái bụng nè, Ôi ôi. Kỷ lục của anh Sơn rồi. Ừ. Rồi. Kỷ lục của anh rồi. Kỷ lục rồi. Kỷ lục của anh rồi. Lên. Ôi ôi, quá hấp. Quá hấp. Lên đem đem lên, lên. Lên lên. Quá mệt. Quá mệt rồi. Chắc 2 kg quá. Hả? Cái này chắc 2 kg à. Cái gì vậy? 2 kg hả? 1 kg. Có một thẹo. Con cũng 8. Cũng phát lấy. Có thẹo nghe không? Cũng mềm luôn á. Chết. Ôi. Sướng. Cá này còn nó ngắn. Con này hết dễ nổi rồi. Bết rồi. Ôi ngồi ơi. Đấy, chiếc bằng nha. 2 kg mấy à? Wow. 2 kg 1. Cái 2. Ui, quá đã. Này mà lụm con 2 kg 2, cứ nhìn cái bụng nha. Nhìn cái bụng khủng khiếp của bụng nè. Khiếp thiệt. Bụng khủng khiếp trời. Ú ghê thiệt. Ghê gì ta. Không mà vậy rồi nhiều à. Anh em ao ước được cũng được như vậy đó. Đá bù giờ lòng cái
Kéo lên cái khủng. Hết gỡ rồi. Hết gỡ. Ho hả? Ho hả? Mày ho dữ lắm á không? Ai vậy? Tối nay cái gì? Sao ta? Bóp dai rồi đi rồi. Rồi cái này cuốn câu về hả? Mưa tới nữa. Nghe nó hồi thâu lên tim hoài luôn, đeo đá đời luôn. Giật cái đông cái bàn cuốn. Mọi người nhỏ. Cái này máy giận tháo thần như vậy luôn. Quá giận. Có giận. Có giục cần giống qua không? Nói đó nghe trên cái cầu mày giật kể gần này. Để nâng cao chất lượng của lưỡi câu thì lưỡi câu được làm xong thì mình sẽ tiến hành giam nó cả nhà, giam qua nhiệt cho nó cứng lại, tăng độ cứng của lưỡi câu lên. Đây, đưa vô lò giam, để giam một thời gian thì nó sẽ chuyển màu vàng lên rồi mình sẽ bỏ vô dầu. Tiếp trình anh em nghe âm thanh của lưỡi chưa giam, nhờ lưỡi đã giam nha, cái chưa giam nè, nghe âm thanh này. Lưỡi đã giam đây nè, nghe âm thanh này rất cứng nha. Đây mẫu sau khi giam nó có màu hơi vàng vàng. Cái bông màu cá đẹp. Mẫu thép C40 anh em ơi. Lưỡi này 2 ly. Mẫu này có thể câu cá từ 1.5 lạng tới 6-7 kg luôn anh em ơi. Rất là cứng và bén ha. Cứng và bén.